Danh ca Hương Lan phải mất 50-60 năm, tôi mới biết được ai là bè, ai là bạn. Tôi tự dẹp những cái gọi là bè đi, chỉ để lại bạn đúng nghĩa, danh ca Hương Lan nói. Danh ca Hương Lan, Trang Thành Lan và nghệ sĩ Phượng Mai được biết đến là ba nữ nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại lẫn trong nước, chuyên về cải lương và nhạc bolero, trữ tình quê hương. Được biết cả ba từng có mối quan hệ thân thiết khi đi hát tại Việt Nam. Sau khi sang nước ngoài định cư, họ cũng luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tại chương trình nghệ thuật Kim Cổ, Trang Thành Lan đã tâm sự về tình bạn giữa ba người. Cô nói, ba chị em chúng tôi thân thiết với nhau từ khi còn ở Việt Nam tới lúc sang nước ngoài, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, vui buồn. Tôi nói thật, chúng tôi gặp nhau còn nhiều hơn cả anh chị em ruột vì những người trong gia đình toàn ở bên Việt Nam, mấy ai ở Mỹ đâu để gặp. Tôi thấy ba đứa tôi đối với nhau còn hơn cả tình bạn ruột thịt, đúng nghĩa là chị ngã em nâng. Trong ba đứa nào cũng khó khăn, lại kêu đứa kia giúp đỡ. Tôi là người ở giữa Phượng Mai và Hương Lan. Phải sự chuyện hơi nhiều vì lắm lúc Hương Lan buồn Phượng Mai hoặc ngược lại. Những lúc như vậy tôi đều bảo, thôi chị em mình ở Mỹ còn mười mấy người chơi với nhau, chết hết rồi, làm gì còn ai nữa. Nên đừng giận, đừng buồn nhau, tôi già nhất, tôi mới là người đi trước này. Phượng Mai thấy thế liền xanh chết trước bảo, thôi mày, nhiều khi đứa trẻ lại chết trước đứa già, tao chết trước mày. Đến cái chết cũng dài nhau, nên tình bạn giữa chúng tôi ngày càng thầm thiết, không có chuyện xa nhau hay giận hơn gì hết. Danh ca Hương Lan chia sẻ thêm, ở tầm tuổi này rồi, tôi nghĩ mình nên có suy nghĩ rõ ràng. Tìm những người bạn đúng nghĩa là bạn, tôi tự dẹp hết những cái gọi là bè đi, chỉ để lại bạn đúng nghĩa. Có những người bạn ngày xưa rất thân thiết, tốt nhất với nhau, nhưng trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn lại không còn được như trước nữa. Thành ra, tôi bây giờ chỉ còn lại vài người thực sự là bạn chơi với nhau. Và nếu đã xác định là bạn lâu dài thì phải chín bọ làm mười, đến chị em ruột thịt, còn xích mích, sinh chuyện huống chi là bạn. Vì thế, phải cố gắng làm thế nào để mọi thứ xung quanh không ảnh hưởng tới tình bạn. Là nghệ sĩ, cảm xúc lúc nào cũng nhiều nên dễ bị sốc lầm, chỉ cần một chuyện xảy ra cũng khiến tôi suy nghĩ, tổn thương. Tôi phải suy nghĩ kỹ mọi vấn đề, suy xét rõ ràng mình là mình, không để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần. Tôi nói thật, để xác định ai là bạn mình khó lắm, phải mất 50-60 năm tôi mới biết được ai là bè, ai là bạn. Vì thế đến giờ tôi rất quý và trân trọng tình cảm giữa tôi và Phượng Mai, Trang Thanh Lan sau khi đã trải qua nhiều sóng gió cùng nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.